hai môn thể thao Việt Nam đã giành hai huy chương bạc tại ASEAN 2023. Thưa quý vị, ở chung kết nội dung vòng treo nam, vận động viên Nguyễn Văn Khánh Phong đã xuất sắc hoàn thành phần thi với 14.600 điểm để đứng ở vị trí thứ hai, qua đó giành huy chương bạc môn thể dục dụng cụ. Đáng chú ý, tấm huy chương bạc của Nguyễn Văn Khánh Phong cũng chính là tấm huy chương bạc thứ hai của đoàn thể thao Việt Nam tại ASEAN lần thứ 19. Tấm huy chương bạc đầu tiên mà đoàn Việt Nam giành được do công của xạ thủ Mô Hữu Vương ở nội dung 10m bi di động tiêu chuẩn nam, môn bắn súng hôm 25 tháng 9. Và vui hơn nữa khi trong ngày thi đấu 28/9, môn bắn súng đã đem về tấm huy chương vàng đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam tại kỳ Á vận hội ở Trung Quốc do công của xạ thủ Phạm Quang Huy ở nội dung 10m súng ngắn cá nhân nam. Tính đến 15 giờ chiều ngày 29 tháng 9, đoàn thể thao Việt Nam vẫn chưa giành thêm huy chương nào và hiện đang có một huy chương vàng, hai huy chương bạc và 11 huy chương đồng, tạm xếp thứ 15 trên bảng tổng sắp huy chương.